xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay Thiên sẽ giới thiệu cho mọi người một em lo cực kỳ thích hợp cho việc đi du lịch. Và để chứng minh cho điều đó là Thiên đã đem em lo này ra ngoài công viên để test cho mọi người xem là công suất ở ngoài trời của em ấy như thế nào. Và em lo này chính là Hausan V7. Bây giờ mình sẽ tiến hành xem thử là em lo này có gì đặc biệt ha. Ok, và đầu tiên chúng ta có thể thấy là bên ngoài của em lo là phủ một lớp sơn màu đen ha. Và em lo này có thiết kế từ nguyên liệu là thùng nhựa ha. Cũng khá, trọng lượng cũng khá là nhẹ. Đây, mình có thể xách dễ dàng bằng một tay. Ở phía trước chúng ta có thể thấy ở đây là một màn hình LED. Thì màn hình LED này có chức năng như thế nào? Thì nó sẽ hiển thị cho các bạn biết là mức pin của lo này ở mức bao nhiêu. Rồi cái lo này đang ở chế độ nào. Hoặc là mình coi thử cái nút hiệu chỉnh âm thanh của nó là đang ở mức nào thì mình có thể điều chỉnh nó lại. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vào việc nghiên cứu về những cái nút hiệu chỉnh này như thế nào ha. Và ở phía đây là một cái lỗ chắc cắm để cắm micro có dây. Thì hiện tại là phụ kiện đi kèm của em lo này thì có một micro không dây. Thì mình sẽ review nó ở gần phía sau khi mà mình nói xong cái phần thiết kế bên ngoài của em này ha. Và kế bên đó là các nút hiệu chỉnh âm thanh. Thì ở đây có hai hàng nút điều chỉnh âm thanh. Thì thông thường những cái nút điều chỉnh âm thanh của các lo khác thì nó sẽ là nút vặn như thế này, nhưng mà em này thì lại chuyển thành những nút bấm. Thì hàng trên là nút tăng và hàng dưới là nút giảm. Thì đầu tiên chúng ta có là chỉnh âm lượng mic nè, chỉnh echo, chỉnh delay, chỉnh hai ở đây có nghĩa là âm chép nha mọi người, và low là âm bass. Và kế tiếp là chữ M này là thể hiện cái chế độ của loa nó đang ở chế độ nào. Thì hiện tại là loa đang ở chế độ Bluetooth. Thì các bạn muốn chuyển sang chế độ để phát nhạc bằng USB hoặc là thẻ nhớ thì bấm chữ M này. Nó sẽ ra chữ Live. Và đặc biệt em loa này còn có thể nghe được đài FM. Thì các bạn chỉ việc bấm tiếp. Đây, nó sẽ vào bài và có tiếng sóng ở đây ha. Đó, các bạn có thể nghe được tiếng đang vào bài. Ok, và kế tiếp là những cái nút như là play bài hoặc là tạm dừng. Này là tua lại bài, này nét bài. Và EQ ở đây là nó sẽ tự điều chỉnh cân bằng nhạc và giữa âm lượng nhạc và lượng âm lượng mic của bạn để sao cho phù hợp, để cho bạn có một trải nghiệm karaoke tốt nhất có thể. Và ở đây là nút quay lại, có nghĩa là khi mà bạn bật một bài nhạc hoặc là hát karaoke bằng lít nhạc trong USB hoặc là thẻ nhớ, khi mà bạn đã hát hết rồi hoặc là nghe đã hát hết danh sách nhạc đó rồi thì các bạn chỉ việc bấm nút này và nó sẽ tự động phát lại cái danh sách nhạc đó. Và kế bên là cái nút hiệu chỉnh âm thanh tổng ha. Thì đây là có nút hình dạng xoay tròn. Thì cái em loa này các bạn có thể dặn 360 độ ha. Và có mức âm lượng là max là 30. Ok, và bây giờ làm phụ kiện của em nó đi kèm đầu tiên chính là cắp sạc. Đây, cắp sạc. Tiếp theo đó chính là cái jack để kết nối giữa điện thoại và loa của bạn, như hồi nãy mình có thể mình đã nhắc tới ha. Và đi kèm nó là một micro. Ở trên đây người ta thể hiện là micro UHF thì các bạn có thể điều chỉnh được tần số. Và đặc biệt thiết kế của micro này là nhựa ha. Mình cầm cảm thấy là khá là nhẹ và cũng gọn. Và phía trên cũng có thiết kế G chống lăn. Thì cái phần âm thanh của mic thì mình sẽ test sau khi mà mình nói xong cái phần thiết kế này và có phụ kiện đi kèm của nó, thì mình sẽ test âm thanh nhạc và mic cho các bạn xem thử là nó mang lại điều gì ha. Và đi cùng nó là một cái micro, một cái remote điều khiển, là các bạn để điều khiển âm lượng nhạc hoặc là âm lượng của micro các kiểu ha. Và cùng nó là một cuốn sổ hướng dẫn đây ha. Thì các bạn có thể xem nó và làm coi thử các thông số và chức năng của cái em lo này gồm bao gồm những gì, và các bạn có thể dễ dàng làm chủ được nó. Thì sổ hướng dẫn này là tiếng Anh ha. Sang cái phần test âm nhạc và micro của em lo này như thế nào, mà phía hồi nãy mình lo nói về cái thiết kế nó nhiều quá mà mình quên mất một chi tiết rất là quan trọng, đó là hệ thống em lo này như thế nào. Thì các bạn có thể thấy tấm màn lưới kim loại này, các bạn có thể thấy rõ một lo bass ở phía trước và hai lo chép cái bên ha. Và với hệ thống loa như thế này thì em nó mang tới công suất lên đến 150W. Để xem rằng 150W khi mà ở ngoài công viên như thế này thì âm nhạc và micro của nó như thế nào, thì bây giờ mình sẽ test thử một bài nhạc remix cho các bạn nghe nha.
Ok, và để cho chân nhất thì mình sẽ dặn nó tới mức max là 30 ha. Sau khi mà các bạn nghe được những cái trải nghiệm thông qua video này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Thì đối với mình thì về phần mà nghe nhạc á, thì em loa này với hệ thống loa bass 3 tấc cùng với hai loa jack như thế này nghe nhạc rất là ok luôn các bạn. Mặc dù là những cái dòng loa mini sẽ có những cái loa sub hoặc là loa chung để nghe rõ được tiếng của tiếng hát ca sĩ hoặc là tiếng mình nói, nhưng mà với em loa thì các bạn có thể nghe được rõ hai bản nhạc mà mình đã phát, thì các bạn có thể nghe rõ được lời của ca sĩ hát và vừa nghe rõ được âm thanh. Và khi mà mình hát karaoke thì mình cảm thấy micro cũng là khá là dễ hát và cũng nhẹ tay nữa. Thì đối với em loa này hiện nay em có trị giá là 2.990.000. Thì các bạn nào thích thú hoặc là muốn tìm hiểu thông tin thì cứ việc để comment ở phía dưới và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Và hẹn gặp lại với các bạn những video tiếp theo cùng chào đón những em loa mới nhất nha. Bye bye.